Lúc bấy giờ trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh điển Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, vì các hữu tình tuyên thuyết lưu truyền, hoặc viết chép, dùng các vật báu trang sức, lại đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, chân kỳ, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân, dù chỉ trong chốc lát để cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, thì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này được bao nhiêu phước đức. Phật dạy, Kiều Thi Ca, ta hỏi lại ông, tùy theo ý ông mà đáp, có các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, đối với chư Như Lai sau khi niết bàn vì cúng dường xá lợi Phật, nên dùng bảy báu xây tháp, trang sức các loại chân kỳ hòa lẫn, tháp đó cao lớn, một du thiện na, rộng bằng nửa chiều cao, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu, hương bụt, hương xoa, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, các ngọc lạ quý, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân, trọn đời cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, theo ý ông các thiện nam thiện nữ vân vân này nhờ nhân duyên đó mà được phước báu nhiều không? Trời đế thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phước đức đó rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, phước đức đó rất nhiều. Phật dạy: Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân đó đạt được phước đức nhiều hơn việc làm kia vô lượng vô biên. Lại nữa Kiều Thi Ca, tạm gác việc này lại, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với chư Như Lai sau khi niết bàn vì muốn cúng dường xá lợi Phật nên dùng bảy báu để xây tháp, trang sức bằng các loại chân kỳ hòa lẫn, tháp đó cao lớn một du thiện na, rộng bằng nửa chiều cao, như vậy cho đến đầy khắp một châu thiện bộ, bốn đại châu, tiểu thiên giới, trung thiên giới, hoặc 3000 đại thiên thế giới, đều dùng các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, trọn đời cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, theo ý ông thì các thiện nam thiện nữ vân vân này nhờ nhân duyên ấy được phước nhiều không? Trời đế thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phước đức đó rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, phước đức đó rất nhiều. Phật dạy: Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân đó được phước đức hơn vô lượng vô biên. Kiều Thi Ca, lại như 1000,